Mọi người, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm việc với cả nhóm, làm việc trong nhóm, cái quy trình làm việc như nào khi mà dùng Git, được chưa? Thì trong Git, GitHub nó có một cái gọi là pull request, tức là gì? Thì mình sẽ giải thích ngay bây giờ. Tức là khi ví dụ như bạn đây bạn A đúng không? Bên này bạn B. Ví dụ như là A được giao một cái việc, đấy là gì? Tạo đại loại là project các bạn sẽ có nhiều các cái công việc nhỏ đúng không? Thì mỗi công việc nhỏ đấy thì thường người ta sẽ tạo một cái branch mới để làm. Rồi sau đó họ sẽ post cái branch đấy lên GitHub, thấy chưa? Để cho cái những cái người làm cùng có thể là check code, kiểm tra code và review. Thấy chưa? Khi mà họ kiểm tra xong tức là gì? Post lên trên GitHub này. Xong rồi từ trên trong GitHub là cái người chủ của cái branch đấy, để cho cái người tạo ra branch đấy bắt đầu tạo một cái pull request và master, thì mình sẽ giải thích cái mục 3, 4, 5 này sau, và sau đấy sẽ có người review code ở bước thứ tư một người khác, đúng chưa? Ví dụ A push lên thì B review code của A chẳng hạn, hai bên cùng xem có lỗi gì không, và đến bước 5 là khi mà cả hai cùng đồng ý là ok rồi thì lúc đấy là merge, được chưa? Cái pull request đấy. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cái bước 1 với bước 2. Các bài sau mình sẽ trình bày các bước 3, 4, 5. Được chưa? Thì check out các bạn học rồi đúng không? Tạo một branch mới và push lên như nào. Thì đây mình hướng dẫn. Đấy là giả sử như trong bài này A phải làm một công việc, đấy là tạo ra một class, đúng chưa? Có tên là con ngựa chẳng hạn, ok chưa? Rồi, thì bây giờ bắt đầu code này. Đấy, ví dụ như A được giao việc như thế thì A sẽ bắt đầu code đúng không? Trước khi code thì phải check out ra cái branch mới cái đã. Git branch. Hiện tại là có một branch master ở trên máy A. Yeah. Không có gì thay đổi ở đây cả. Thì lúc này mình bắt đầu gì? Check out chữ B là tạo branch mới. Feature chéo gì? Host class. Được chưa? Đấy. Giờ bắt đầu code này. Thì mình sẽ tạo cái file mới tên là host. Đấy, đúng không? Function host. Yeah. Module.export bằng host. Oops, hình nhầm. Rồi. Hình nhầm. Rồi, lưu lại. Thì lúc này ấn git status thì sẽ thấy một cái file mới được tạo ra. Giờ mình commit đúng không? Add chấm này, commit chấm m. Add host. Oops. Class. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái động tác, đấy là gì? Mình cảm thấy là mình develop ok trên local rồi, mình bắt đầu push lên trên GitHub. Được chưa? Mình commit rồi, mình đã ở cái gì? Branch nào đây? Feature host class. Và trên GitHub của mình là chưa có cái branch đấy. Được chưa? Các bạn muốn kiểm tra branch thì các bạn vào code này. Rồi vào gì? Branch. Và đây thì mình thấy có mỗi một branch là master thôi. Bây giờ mình có thể push cái này đây bằng cách là gì? Git push origin. Các bạn xem công thức ở đây. Git push origin và tên branch, được chưa? Feature này, gõ tab cả là nó ra luôn, được chưa? Trừ khi bạn có nhiều branch feature, bạn gõ tab nhiều lần nó mới ra. Ấn enter này. Đấy, nó vào push xong rồi. Đã có một branch mới, ok chưa? Bây giờ mình reload lại cái này thì mình sẽ thấy branch mới. Đây, đó. Rồi. Thì đấy là bước 1, bước 2. Đấy là cách tạo lên, được chưa? Thì B có thể vào trang web của GitHub này, vào cái repo này, vào branches, yeah. Click vào feature host class là có thể thấy được ở đây có commit gì mới chẳng hạn này, đúng không? Hoặc là vào commit này xem được, được chưa? Hoặc có thể gì vào code đây, vào commit. Không hiện ra đây tại vì mình đang ở Brand Master, và nếu mình kích vào gì feature horses thì sẽ thấy cái commit cuối cùng mình vừa tạo ở đây. Thì đấy là cách push lên, push một cái branch lên GitHub, và trong bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một pull request như thế này và sau đó là merge và master như nào. Ok các bạn.